Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã đi đến câu chuyện của một số 150. Lần này là một câu chuyện của một bà chị tên là Thanh Thảo. Thì chị giới thiệu chị đã hơn 40 rồi. Câu chuyện chị kể lại ở cái xóm chị ở cách đây chừng 6-7 năm trước, là cũng gần thôi. Lúc đó thì chị Thảo mới ở trên thành phố về quê sau nhiều năm bôn ba kiếm sống. Cái vùng quê của chị là một cái vùng ven biển, mọi người chủ yếu sống nhờ vô nghề chài lưới với lại lặn bãi. Lặn bãi là sao? Là những cái ghe đi gần thôi, không có đi xa bờ. Người ta lặn xuống, người ta bắt hải sản. Cuộc sống rất là yên bình, cũng không có khách du lịch ở cái vùng đó, cho nên nó yên tĩnh lắm. Bà con cũng hòa nhã thân thiện với nhau lắm. Thì cái ngày mà vợ chồng chị về quê, chị nhận được một cái tin nó có thể coi là buồn. Đó là một người bạn thân của chị đã mất rồi. Nó là anh Hải. Thì cái câu chuyện đó là được mẹ chị kể. Thì chị nói là lúc đó chị về, chị lây quay lu bu cất nhà trên cái miếng đất mà ba mẹ cắt sẵn cho. Hai vợ chồng tính mở một cái quán cà phê để bán, rồi bán nước ngọt, một số đồ tạp hóa cần thiết cho mọi người đi làm biển. Thì chị tính là thư thả rồi chị mới đi qua thăm anh. Tại vì hồi xưa anh với chị chơi rất là thân, anh Hải á. Nhưng mà mẹ nói là anh mất rồi. Cuộc sống sau này mỗi người mỗi nơi. Thì về nhận được một cái tin như vậy, chị cũng giống như là bàng hoàng lắm. Mà mẹ nói làm như con người ta có cái chuyện là tới số rồi phải chết hay sao đó. Anh Hải làm nghề lặn. Thì anh lặn từ hồi anh còn nhỏ lận, cho tới lúc anh mất á, là chắc cũng hai mấy ba chục năm cái nghề lặn rồi. Mẹ kể là trước cái ngày anh đi lặn, thì đêm đó anh ở nhà nói chuyện với vợ, dặn dò đủ thứ, cẩn thận từ trong ra ngoài. Nào là chuyện coi sóc con sao, tới những cái chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Chị vợ của anh Hải chỉ mới cười, chỉ nói ủa bữa nay anh khùng hay sao mà nói chuyện gì đâu không. Đi lặn mà làm như đi Mỹ gì không bằng. Anh mới nói là nhớ lúc nào dặn lúc đó thôi, chứ để nhiều khi có khi không có dặn được. Rồi cũng bình thường, sáng bữa sau anh dậy sớm để mà đi. Còn chị ở nhà thì lo cơm nước chứ cho hai đứa nhỏ đi học. Có hai đứa con rồi. Đứa lớn thì 10 tuổi, đứa nhỏ cũng 5 tuổi. Thì chị ở nhà có nhận ráp lưới mướn cho người ta đó. Ngày nào chị cũng làm hết. Nhờ vậy mà phụ anh được đồng vô đồng ra trong nhà lắm. Thì cái bữa đó chị đưa con đi học về, thì chị ngồi chị làm, mà sao hai mắt nó cứ nhíu nhíu lại. Rồi nó sao đâu á, đầu óc nó hồ đồ mà làm cũng ráp tầm bậy tầm bạ hết trơn à. Chị mới buông ra tính đi chợp mắt một chút. Rồi cái trong cái giấc thiêu thiêu, chị mơ thấy cảnh chồng chị tự nhiên đang ở trên ghe, cái bị sóng đánh rớt xuống biển. Chị giật mình la lên cái chị tỉnh ngủ luôn. Đó. Tới tầm khoảng 2-3 giờ chiều thì ở trong xóm người ta la sùm lên, nói ngoài bãi có chuyện rồi. Lúc đó hai đứa nhỏ nó đi học về, nên chị mới kêu đứa lớn ở nhà coi em. Chị chạy ra ngoài đó thì ra tới thấy người ta bu đông đen. Chị mới tò mò tới nhìn, thì thấy cái ghe mà anh với mấy ông bạn hay đi là chị muốn xỉu rồi. Tay chân run lẩy bẩy hết trơn rồi. Rồi thấy người ta cầm cái thao đựng cái gì ở trống, không biết, mà đi tới đâu người ta la tới đó. Mấy anh trên ghe cứ quýnh quán hỏi vợ thằng Hải có ở đây không. Là chị đó. Chị mới lò dò bước ra, thì cái anh cầm cái thao mới đưa về phía chị. Và chị thấy một cái mớ tóc dính trên một cái miếng da te tua, còn chút máu ở trong đó đó. Chị tối tăm mặt mũi hết trơn rồi. Mấy dì mấy thím gần đó nhào tới đỡ. Anh nói một chập sau anh mới kể là cái lúc về, lúc nổ máy rồi thì anh Hải anh đang ngồi ở trước, cái tự nhiên anh đứng lên anh đi ra phía sau gần cái lái ghe. Mà cái kiểu như là anh đi giống như là
bị ai kêu á, cứ ngóng ngóng xuống biển. Anh lái ghe anh mới vỗ vai anh hỏi là gì vậy mày. Anh Hải mới nói là ủa ai kêu tao mày ơi. Anh này nói tào lao quá, ngoài biển ai đâu kêu mày. Vậy rồi thì mạnh ai nấy ngồi nghỉ, anh lái ghe thì tập trung lái thôi. Cái là tự nhiên cái anh Hải anh đứng lên, anh dựa vô bên hông ghe, rồi xong cái anh lật ngửa xuống biển luôn. Anh đánh hết hồn, anh tắt máy liền luôn. Mà nhìn lại thì mất tiêu anh Hải rồi. Mấy anh mới hè nhau nhảy xuống mò, rồi hú người ta lấy lưới giăng kiếm, nhưng mà không gặp là không. Rõ ràng mới té xuống đó xong mà mò cả buổi trời không có được. Tới hồi khởi động máy để đi về thì cái máy nó cứ tạch 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 rồi nó tắt. Xuống lặn xuống kiểm tra thì thấy mớ tóc với da dính cuốn vô trong chân dịch. Trời ơi, cái cảnh nó không có ai nói được cái gì luôn. Chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Mà tìm kiếm suốt một tuần trời vẫn vô phương. Mọi người toàn nghĩ tới cái trường hợp xấu nhất, có thể là trôi dạt đi đâu luôn rồi, hoặc là vô bụng cá rồi. Người từ từ cái người ta cũng vơi cái chuyện tìm kiếm đi. Vợ anh lấy mớ tóc với da đầu đó đem về chôn ở sau nhà. Ngày nào chị cũng ra đốt nhang gian giái. Anh sống khôn chết linh thì cho người nhà kiếm được đem về, chứ để nằm ngoài biển lạnh lẽo. Rồi cái bữa đó đội lặn của anh cũng đi làm như mọi ngày. Một anh trong số đó đang lặn thì tự nhiên cái cảm thấy khó thở, mà mặt mũi nó cứ lờ đờ sao đâu á. Anh trồi lên thì anh thấy bình thường trở lại, mà cứ lặn xuống là khó chịu. Cái anh lên ghe anh ngồi anh thở, anh nhìn xuống đó một chập. Không biết anh nghĩ gì mà anh quyết định là lặn xuống ngay đúng cái chỗ đó lần nữa. Thì lần này anh lặn xuống á, vừa lặn xuống cái tự nhiên cái đèn ở trên đầu của anh nó sáng đột ngột luôn. Nó sáng hơn bình thường, mà một cái đèn đội đầu bình thường không bao giờ mà công sức nó có thể sáng được tới cỡ vậy. Nó rọi vô trong một cái chỗ đó, mà chỗ đó là thấy là có mấy con cá nhỏ nhỏ, nó bu nó rỉa cái gì đó không biết. Anh tới anh dòm thì anh tá quả luôn, tại vì anh thấy một phần của cánh tay nối với cái phần ngực. Bây giờ mình tưởng tượng vậy đi, con người mình bỏ cái đầu với cái mình từ bụng trở xuống ra, thì còn cái phần lồng ngực với cánh tay, hai cánh tay đúng không? Anh này anh thấy một phần nữa cái đó là một bên ngực với một cánh tay. Nó không có còn nguyên vẹn đâu. Cá nó rỉa da thịt tưa tải ra, một vài phần thì bám dính lại thôi. Rồi nước động á, nó cứ dập dịu Anh này anh bạo gan, anh bậm gan anh làm, anh cầm lên mặt dở lên không có nổi. Nó nằm khơi khơi ở trên cái lớp đá như vậy đó, không có thấy bị kẹt cái gì hết, mà anh cầm lên không có được. Cái ở trên thấy anh lặn lâu quá mới nắm cái sợi dây giật giật. Thì thường là lặn thì ở trên phải cột dây ngang hông, lỡ có trắc trở gì thì giật dây báo hiệu. Trong bụng anh này vừa sợ vừa nôn nao rồi. Anh mới khấn, khấn là Hải ơi, phải mày không Hải? Phải thì mày cho tao đem về cho vợ con mày đi, để tụi nó trông tội nghiệp lắm Hải. Là anh không ngờ luôn, là sau cái câu đó là anh nhấc cánh tay lên nhẹp. Anh ngồi lên được là mấy anh kia đã lên ghe hết rồi, tại vì cũng tới giờ hẹn về rồi. Mỗi ngày mấy anh chỉ đi lặn từ tờ mờ sáng, rồi nắng lên một chập là về thôi. Thấy anh cầm lên cái thứ đó, ai cũng giật mình la sảng luôn. Anh mới kêu là bây giờ lấy đồ đựng rồi đem về cho vợ thằng Hải đi. Nó đó. Mà anh lúc đó anh bần thần cả người luôn rồi. Anh kể lại sự tình, ai cũng tin hết. Đem về cho chị. Hả? Từ ngày mà anh chết cho tới 3 tháng sau là trong xóm bắt đầu người ta nói là thấy anh rồi đó. Có người thấy anh lững thững đi ngoài bờ biển. Có người thấy anh ngồi trên cái ghe mà anh với mọi người hay đi lặn. Người này người kia đồn nhôi lên hết trơn. Người ta nói là anh chết đột ngột vậy cho nên linh lắm. Vợ anh cũng nghe lời ba mẹ chồng, cũng có đi kêu hồn anh để mà hỏi coi bữa đó làm sao.
Từ hồi chết tới hồi người ta đồn thấy anh á, là chỗ này chỗ kia là chị đi 7 lần rồi, mà không có lần nào anh chịu về hết. Cái tới cái lần đó thằng con lớn nó bị bệnh, nhà thì hết tiền chưa có đưa đi bệnh viện. Thì tối đó ba mẹ con ôm nhau ngủ, thì chị nằm mơ thấy anh về. Mà anh về anh nhằn, anh nói nhà đã không có tiền rồi, ham đi kiếm thầy bói làm chi. Về nói cho nghe ngọn ngành rồi cũng để khóc lóc chứ được giải quyết cái gì đâu. La chị một chập cái anh nói là anh có cất mấy triệu dưới cái học tủ đựng đồ của thằng nhỏ, mà anh dán ở dưới chứ không phải là để trong học. Nói rồi cái chị thấy anh bước ra cửa đi mất tiêu. Sáng ra chị vẫn nhớ y tinh cái giấc mơ đó. Chị kiếm thử thì y như rằng là có cái sắp tiền anh dán ở dưới đó thiệt. Mà kiểu tiền anh chắc bóp để dành á, 100, 200 không mà, không có tiền lớn. Anh ghi bên ngoài miếng giấy là tiền mua đồ Tết cho vợ con. Kiểu như anh ghi vậy để anh tự nhắc mình là không có lấy ra xài cho chuyện khác. Chị đọc mấy cái dòng đó xong cái chị biết khóc quá trời khóc. Thì ngoài khóc ra làm được gì nhờ? Cái cơn đau này nó lạ, nó không có diễn tả thành lời được đâu. Chúng ta nghe Huy kể tới đây Huy cũng xúc động. Rồi thì thằng nhỏ hết bệnh, chị mới kể cho mọi người nghe cái chuyện mà chị mơ thấy anh vậy đó. Trong xóm có bà đó tên là bà Ba Lành, được mệnh danh là chúa vô duyên. Bà nghe câu chuyện của chị xong bà nói chứ nếu nó linh vậy á, tao giái cho con heo nái nhà tao hết bệnh đi. Nó mà khỏe tới hồi đẻ tao cho nguyên bầy. Chị nghe mẹ chị kể tới đó, chị Thảo á, chị cười. Nó công nhận bà Lành này danh bất hư truyền ha. Bà vô duyên đứng thứ hai là không ai dám đứng ở trên bà. Chị mới hỏi là vậy rồi sao mẹ, heo bà hết bệnh không? Mẹ mới nói là vậy. Cái hồi bà nói câu đó thì con heo của bà còn nhỏ lắm. Bà mua tính để nái, nhưng mà nó bệnh gì không biết, nó sụi hết bên chân. Nó đi cà lết vậy đó. Nó đang ở cái cỡ mà giờ bán không ai mua mà cho cũng không ai lấy. Bà lớn nó mận ra tốn công mà không được như thịt. Bởi vậy bà mới ráng thuốc thang cho nó mạnh. Ví dụ như mà không để nái được thì mần thịt mua con khác. Ai dè đâu bà nói xong hả, một tuần sau con heo bà mạnh sân sẩn luôn. Đi tới đi lui tỉnh bơ luôn. Kỳ trước nó đau yếu bao nhiêu thì bây giờ nó ăn lại bấy nhiêu, ăn như hạm luôn. Bà mừng quá trời mừng. Cái thời điểm mẹ kể lại cho chị nghe là con heo đó bắt đầu chữa cái lứa đầu rồi. Chị nghĩ thầm trong bụng là giờ cũng phải ghẹo bà Lành mới được chứ. Chiều mấy bữa sau bà tơn tơn qua bà nhiều chuyện, tại chị bán quán mà. Chị mới ghẹo bà hỏi dì Lành, dì hứa cho thằng Hải bầy heo rồi giờ tính sao gì? Bà cười cười mở mặt bà sượng ngắt. Bà nói chứ thì lứa đầu chắc nó đẻ ít, chừng 5-6 con chứ gì. Trời cho có gì đâu. Thấy bà quê thì mẹ mới khiều chị, ý nó đừng chọc bà nữa. Rồi mọi chuyện nó cũng bình thường trôi qua. Tới ngày heo nhà bà đẻ. Nó đẻ ít xỉu hả? 13 con. Lúc đó chắc cái mặt của bà Lành xanh chành vì tiếc của. Người ta nhớ câu nói của bà chứ không? Nhưng mà nhắc thì nó kỳ. Lạng quạng nói ra bà chửi tắt bếp luôn. Bà tên Lành vậy chứ cái nết của bà ngược lại trơn hả? Với lại ai cũng nghĩ là gian trái khơi khơi vậy, mà bây giờ không để làm vậy thì còn gì là của. Chắc bà Lành bà cũng cúng để trả lễ hay sao đó, hoặc là tệ nhất là cũng mâm cơm. Nhưng mà không, không có gì, bịch bánh cũng không có. Người ta mới xù xì nói cái bà này bà kỳ quá, keo còn hơn kẹo mạch nha nữa. Không biết rồi đây có chuyện gì không. Nhưng mà không có gì xảy ra, mọi thứ cứ bình thường. Mấy con heo nhà bà Lành ta nói con nào con nấy nó lớn ngó thấy luôn. Trắng hồng khỏe mạnh dữ lắm. Chồng chị anh thấy anh cũng ham. Anh nói anh là đàn ông chứ mà mê chăn nuôi lắm. Anh hối chị bắt con cặp về nuôi đi. Anh nuôi phụ cho. Thì mới đầu chị cũng ngại. Nhưng mà anh kêu riết rồi thôi chị đi, chị làm. Mà công nhận bầy heo nó tốt nha. Ăn khỏe mà mau lớn dữ lắm. Mấy cái người vòng vòng nó bắt heo của bà Lành về nuôi cũng khen. Nuôi 3 tháng mà gần 100 rồi, 100 ký á. Nói người ta không tin luôn á.
Nhưng mà rồi chị là cái người đầu tiên biết được cái cảm giác ma đòi nợ là như thế nào. Thì đêm đó chị ngủ, chị mơ thấy có ai đi tới đi lui ở ngoài chuồng heo nhà chị. Thì chị mới hỏi giọng ra ai vậy. Người đó không có trả lời, đưa tay ngoắt chị. Chị đi ra thì chị giật mình, tại vì đó là anh Hải. Chị nói, lúc mà chị viết trong thơ chị nói vậy nè: chị không có sợ miếng nào đâu nha, tại vì bạn thân của chị mà. Chị hỏi: ủa mày chết rồi mà Hải, mày về đây làm chi vậy, còn đứng chuồng heo nhà tao nữa. Anh cũng không nói gì, anh nhìn mấy con heo cái anh cười cười. Nói xong anh nói khen công nhận mấy con heo mau lớn thiệt ha mày. Thì anh quay lưng anh đi. Trước khi đi thì anh nói lại với chị là: ê, heo này của tao đó, nhưng mà tao để cho mày nuôi, nào mần thịt cúng cho tao cái đầu. Trời ơi, chị giật mình vậy mà mồ hôi nó đổ ướt hết mình mấy. Mệt quá trời mệt luôn. Sáng ra chị chưa kịp kể cho mẹ chị nghe nữa, thì thấy mấy cái bà kia đi một dọc luôn. Hỏi đi đâu thì nói lại nhà của bà Tiến gì đó chia thịt heo. Con heo bà chết rồi, tối rồi, bà bần thịt bà chia. Con heo bự mà, chia giáp sớm luôn. Chị nghe mà chị nổi óc. Bầy heo của bà Lành là chị bắt một cặp, cái bà Tiến đó bà bắt một con, rồi có bà nào đó cũng bắt hai con. Còn 8 con thì bà Lành để lại nuôi, tại vì người ta cũng ớn cái vụ bả giái anh Hải á, độ bả, cho nên là người ta cũng không dám mua, lỡ có gì chết luôn. Ở dưới quê mà nuôi một cặp heo là cũng vốn liếng dữ hết, muốn hốt vốn liếng của người ta rồi chứ đâu phải đơn giản đâu. Thì cái qua bữa sau nữa thì là nghe tin hai con heo của cái bà kia cũng chết luôn. Đương không vậy lăn ra chết, không có bệnh tật gì hết trơn. Người ta đồn quá trời, nói anh Hải về bắt heo. Tại vì bà Lành bà nói là cho ổng bày heo đó mà. Hai bà bị chết heo cũng tức dữ lắm mà bây giờ bắt đền kiểu gì? Không lẽ đem tâm linh ra nói chuyện bắt đền sao? Bà Lành bà chửi khơi khơi vậy. Bà nói mấy cái người này đồn bậy bạ không à. Bà nói heo nhà bà đâu có sao đâu. Rồi con Thảo nè, nó nuôi nó cũng đâu có sao đâu. Rồi mấy người kia tự nhiên nuôi làm sao để chết rồi đổ thừa. Con mấy con heo bà Lành nuôi thì giờ con nào con nấy cũng trên 100 rồi. Bà kêu lái hẹn sáng bữa sau tới bắt. Thì cái khuya đó bà dậy bà nấu thêm một nồi cháo heo chà bá luôn. Bà thúc cho tụi nó thêm ký để bán lời thêm chút á. Bà nấu xong bà trộn thức ăn vô mấy cái thùng. Vậy rồi bà xách ra ngoài chuồng heo. Xách ra tới nơi là người ta bắt đầu nghe tiếng bà la quá trời la luôn. 8 con heo của bà nó chết chỏng cẳng rồi. Cái bụng nó bự ra mà nó tròn lẳng. Giờ đó mới 5 giờ sáng, có những nhiều người người ta còn ngủ. Người ta nghe bà la quá người ta cũng tóc mùng ra coi luôn. Thấy mấy con heo nó chết mà ai cũng giật mình. Bà chửi đứa nào ác, thuốc chết bầy heo của bà. Mà ai đâu mà thuốc, đèn bà mở sáng giới. Vậy đứa nào ngu mà lủi đầu vô. Với lại sớm đâu ai ác dữ vậy. Thí dụ có ghét bà đi cũng đâu tới nỗi mà hại tới cỡ đó được. Theo bà kể là hồi tối bà đi ra coi thì tụi heo còn sân sẵn. Vậy mà khuya dậy cho tụi nó ăn thì nó chết hết trơn rồi. Con heo mẹ thì nằm ngủ thở khì khì mà không có biết gì hết trơn trời. Là một cái là 8 con heo theo lời bà Lành nói thì là mới chết đây đúng không? Mới mấy tiếng thôi đúng không? Vậy mà nó hôi rình. Nếu mà không muốn kêu là thúi. Cái bụng tụi nó tròn lẳng chắc xình ương lên chứ không đâu hết. Mấy ông lái heo tới dòm vậy rồi thôi bỏ về chứ biết sao giờ. Heo chết xình mua về làm giống gì? Vậy là thanh niên trong xóm đi biển về là phải xúm lại, phụ nhau mà chôn cái bài heo cho bà Lành. Trời ơi, mặt mày bà đờ đẫn hết trơn. Quên luôn cho con heo nái nó ăn luôn. Bỏ đói nó la quá trời quá đất. À, thì sau cái chuyện đó thì mọi chuyện nó ổn hết, không có gì. Thì có cái bữa đó vợ anh Hải qua mua đồ bên quán của chị Thảo. Bà nhìn quanh quất không thấy ai, bà mới nói với chị là cái đêm mà bầy heo nhà bà Lành chết là chị có nằm mơ thấy anh Hải về. Mà anh dẫn theo nhiều người lắm, mình mấy ai cũng ướt nhẹp hết trơn à. Anh cười cười, anh khoe là
À, là nguyên đám đi ăn thịt heo. Chỉ giật mình dậy rồi không có ngủ lại được nữa. Thức lăn lộn một chập thì là tới lúc là nghe bà lành bà la sùm lên đó. Trời ơi, chị Thảo nghe chị nói chị ớn lạnh thiệt tình luôn. Nghĩ tới hai con heo nhà mình giờ không biết làm sao. Nhưng mà tụi nó tỉnh bơ hả? Ai cũng nói không biết sao kỳ. Tết năm đó là chị bán một con bằng thịt một con. Chị đem cái đầu heo qua bên mộ của anh Hải, khấn vái cảm ơn ảnh. Chị nói chắc là ảnh còn nhớ chị là bạn của ảnh. Bạn thân. Cho nên chứ không chắc chị cũng chung số phận với mấy người kia luôn rồi. Thì chị nghĩ vậy đó. Cho nên là đó là một cái câu chuyện mà thực sự chị đã trải qua. Chị nói từ đầu tới cuối, từ lúc mà dọn nhà từ thành phố về cho tới lúc gặp lại anh Hải qua một cái hình hài sương khói như vậy, rồi nghe người ta đồn lên tùm lum tùm la về hồn ma của ảnh, chị chưa có một giây phút nào mà sợ ảnh hay là thấy sợ gì hết cả. Cái mà chị nói chị ớn lạnh hay là chị kể là cái sự trùng hợp mà tâm linh á, nó làm cho mình ớn lạnh vậy thôi. Nó về cái sự nhiệm màu của tâm linh thôi, chứ không phải là sợ người bạn thân năm nào của mình. Giả dụ không biết mọi người sao, nhưng mà nếu mà Huy rơi vào trường hợp như vậy, người bạn thân của mình vậy, chắc Huy cũng không có sợ đâu ha. Tuổi thơ nó là một cái gì đó rất đẹp và ai cũng trân quý cả, dù là nó còn hiện hữu bằng vật chất, bằng xương, bằng thịt, hay là bằng trong tâm tưởng, bằng qua những cái hình hài ảo ảnh cũng được. Mình còn nhớ tới nó là được. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ một câu chuyện rất hay về chủ kinh. Chúc chị nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.